Lời Chúa thứ hai sau Chúa nhật thứ nhất mùa thường niên, tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Người nói thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê thì thấy ông Simon với người anh là ông Andre đang quăng lưới xuống biển vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông, các anh hãy đi theo tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo người. Đi xa hơn một chút, người thấy ông Giacôbê con ông Zêbêđê và người em là ông Gioan, hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông và các ông bỏ cha mình là ông Zêbêđê ở lại trên thuyền với những người làm công mà đi theo người. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, ôn lại lời Chúa ngày hôm qua, lễ Đức Giêsu chịu phép rửa. Đức Giêsu xếp hàng với đám dân xin phép rửa của ông Gioan Tẩy Giả. Và khi Đức Giêsu từ dưới nước trồi lên thì có tiếng Chúa Cha từ trời phán: "Đây là con ta yêu dấu, ta hài lòng về con." Chúng ta đi vào lời Chúa ngày hôm nay. Khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu bắt đầu sứ vụ rao giảng của mình. Và Đức Giêsu, lời rao giảng đầu tiên của Đức Giêsu đó là triều đại đã mãn, thời kỳ đã mãn, triều đại Thiên Chúa đã đến gần, anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Thế thì sám hối và tin vào tin mừng là gì? Đoạn tin mừng tiếp theo cho chúng ta thấy rằng Đức Giêsu gặp ông Phêrô và ông Andrê đang đánh cá và Chúa Giêsu gọi hai ông ấy từ bỏ cái chài lưới mà đi theo Đức Giêsu. Rồi tiếp theo đó Chúa Giêsu lại gọi ông Giacôbê và Gioan, các ông cũng từ bỏ chài lưới mà đi theo Đức Giêsu. Thế thì Đức sám hối và tin vào tin mừng tức là theo Đức Giêsu, như là Simon Phêrô và Andrê, như là Giacôbê và Gioan. Thế thì để theo Đức Giêsu thì cũng đòi hỏi chúng ta cần phải có sự từ bỏ. Ở đây chúng ta thấy rằng các ông ấy từ bỏ cái nghề chài lưới của các ông. Và điều này cũng để cho chúng ta thấy rằng là để cho chúng ta đi theo Đức Giêsu, để cho chúng ta có được ơn sám hối và tin vào tin mừng theo Đức Giêsu, thì không chỉ là chúng ta từ bỏ những cái xấu mà còn từ bỏ cả những cái được coi như là tốt, như là cái nghề chài lưới của các tông đồ, bốn tông đồ đầu tiên này. Và đối với tất cả chúng ta rằng Thiên Chúa là tốt trên tất cả mọi sự tốt lành.